Em còn có vài chiếc 6586 thôi đấy, cái chị tranh thủ chốt đơn luôn nha cả nhà. Không là tiếc. Rồi bữa giờ là gọi là sản phẩm của mình mà với mức giá đầu ba cái chị chốt sạch sành xanh tại cửa hàng luôn. Cái chị không chốt là trời ơi, bữa sau tiếc cái chị. Tại vì những cái phơm dán này em thấy là những cái phơm dán cơ bản basic rồi, mình mang lúc nào cũng được hết rồi. Ok, em tiến hành qua một cái mã sản phẩm tiếp theo nữa nha các chị. Chị nào ý mã sản phẩm nào rồi chốt đơn cùng em nha. Rồi ok, chị sai cho các chị mà sản phẩm tiếp theo. Hôm đầu này xin ha, em lên cho các chị một cái dòng chất liệu gọi là lụa vân pháp cho các chị nè. Rồi các chị ơi, comment giùm em số 3 em tư vấn mà sản phẩm này cho mình nha. Comment giùm em số 3 em lên mà sản phẩm này em tư vấn cho mình nha các chị. Phơm xuất sắc các chị ạ. À, phơm phải nói là cực kỳ xuất sắc giùm em nha, ok chưa? Rồi bây giờ để em đọc comment của các chị coi. Vì ổng comment buồn ghê cả nhà. Nên là các chị cho em xin những cái lượt thả tim, thả like. Em biết tín hiệu mình còn ở trong like, cũng như là đặt đơn cho những mặt sản phẩm này nha. Mẫu này rất đẹp. Em cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Mỹ Mỹ nè. Size XL bao nhiêu ký mặt vừa? Chị Hương Nguyễn ơi, size XL 59-66kg và eo tầm 84 đổ về giùm em và dáng eo trên nha. Miễn là trong cái cân nặng là 59-66kg, nhân viên nhà em sẽ tư vấn size cho mình. Yên tâm, chị nào chưa có để lại số điện thoại, cố gắng để lại số điện thoại để chụp đơn hàng tiếp nha các chị. Tại vì số lượng em đâu còn nhiều đâu, em nói thật sự là số lượng em không còn nhiều các chị. Cái bản size đang cầm cho các chị nè, số lượng em cực kỳ ít mọi người ơi. Em đang cầm trên tay cái số lượng của mình nè, em đâu có còn nhiều đâu. Đó các chị, hệ thống in sẵn giùm em cái số lượng của sản phẩm nè. Là những cái mặt sản phẩm thì thực sự hàng mà còn ở trong kho của mình ít lắm luôn. Các chị tranh thủ chốt đơn cùng em luôn nha. Đấy, em treo ở đây để em đếm số lượng cho các chị á mọi người. Nếu mà các chị còn chậm tay nữa thì thật sự em nói một từ thôi, đó chính là từ tiếc. Tại vì những cái phơm dán này em tiếc nhất mà sản phẩm 6586 lúc nãy. Thật sự em Ngọc là em tiếc nhất là 6586 lúc nãy. Tại vì 6586 lúc nãy nó rất là đẹp các chị, đầm tiệc rất là xinh mà có 399.000 thôi mà không chốt nữa thì thật sự em không biết nói gì nữa luôn á mọi người. Thấy phơm đẹp lắm, các chị phải tin em nha, tin tưởng cái mức độ tư vấn và khen sản phẩm của em. Tại vì cái màu đó em biết rằng là đôi khi màu đỏ các chị sẽ sợ là bị kén da, nhưng mà màu đỏ đó của chúng ta làm cho các chị là gam màu đỏ mận nên là yên tâm. Rồi ok, tiếp tục em đang mang cho các chị sẽ là 6510 nhé. 6510 xinh không? Dòng chất liệu lụa vân pháp bên em. Các chị, sản phẩm này sẽ là dòng chất liệu lụa vân pháp bên em nha. 6510. 6510 thì phải nói là số lượng sản phẩm này còn ít hơn nữa mọi người. 6510 này số lượng nãy giờ nó ít nhất trong 3 mà sản phẩm em lên cho các chị nè. Mọi người, 6510 508. Em Ngọc cao 1m6 và em đang mang size S cho sản phẩm này. 6510 này hiện tại 580.000, chất liệu lụa vân pháp bên mình thì quá đẹp rồi đúng không? Phơm A xòe giùm em ha, hai túi hai bên, phơm cực kỳ xinh, màu rất là đẹp cho mặt sản phẩm này. 6510 hiện tại em giảm cho các chị với mức giá còn 439.000. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em, tích lũy điểm cho đơn hàng thành công, vòng quay may mắn nha các chị. Size S em còn đúng một chiếc. Size S em còn đúng một chiếc, size 2X em còn đúng 3 chiếc cho các chị nha mọi người. Còn size L em còn tầm cho các chị là 5 chiếc thôi. Các chị tranh thủ lên đơn nha. Em có cho các chị đủ size nhưng mà mỗi size em còn số lượng tầm 1 đến 5 chiếc cho các chị thôi. Em không có còn nhiều cho mã sản phẩm này đâu. 6510. Rồi tiến gần lại màn hình cho các chị xem hoa. Trời, cái họa tiết hoa đẹp quá các chị. Bình thường là lụa vân pháp bên em là nền màu xanh, nhưng mà hôm nay em lên cho các chị một cái nền màu đen. Cái cổ này các chị, cổ nhà em phối ren cho các chị đẹp chưa. Phần cánh tay nè mọi người, cánh tay may rất là đẹp cho các chị nha, rất là lạ. Cầu vai nhà em làm cho các chị nè, cái dáng cầu vai của mình chiếc ly, nhưng mà ở bên dưới nhà em phối cho các chị một cái đường ly nhún nữa, tạo cảm giác đẹp lắm. Cái cổ là một cái thiết kế mà em ưng nhất luôn. Cái cổ của mình rất là sang các chị, và cúi người xuống không có bị hở phơm của mình nha. Eo sẽ là dáng eo cao và có chiếc ly ở đằng trước như thế này, che bụng cực kỳ tốt cho em. Đằng sau có khóa cái kéo ẩn phơm ngang hoặc phơm đằng sau giùm cho em Ngọc nhé. Phơm ngang và phơm đằng sau giúp cho em nè. Đằng sau khóa cái kéo ẩn vải của mình mềm lắm các chị, cùng váy nè mọi người ơi. Hai túi hai bên giùm cho em nữa. Phối giùm em một cái mắt kính đi cả nhà. Các chị phối giùm em cái mắt kính vô cực kỳ xinh. Đợt này các chị đi du lịch, đi viếng chùa nhá. Các chị đi du lịch, đi viếng chùa, đi thăm bạn bè người thân của mình,
đó, cái chị mang đi làm cũng thoải mái, không phải bên em rất là đẹp. 6510 nha, size S đúng một chiếc giúp em, size XL tầm 5 chiếc và size 2X tầm là 3 chiếc cuối cùng nha. Size M và size L thì em còn mỗi chiếc, mỗi size 5 chiếc cho các chị luôn, từ 40kg cho tới 72kg. Các chị 6510 và kèm số điện thoại ngay trên cùng một dòng comment. Hệ thống nhà em bắt đơn và đi đơn hàng sớm cho các chị. Phơm kem giúp cho em Ngọc và phơm đằng sau này, khóa đến dấu ẩn rất là đẹp nha mọi người. Đây là một cái phân dáng mà chị nào mà mình có khuyết điểm phần bụng á, các chị lựa chọn mặt sản phẩm này giùm em đi. Chị nào mà có khuyết điểm phần bụng dưới á, mọi người lựa chọn ngay mặt sản phẩm này luôn nha. Rồi mọi người ơi, chị Linh Trần ở Bến Tre hả? Chị Linh Trần ở Bến Tre, em cũng ở Bến Tre nè mọi người, em cũng ở Bến Tre nè, vậy là chúng ta cùng quê rồi nè. Rồi để lại giùm em số điện thoại và mã code, có gì nhân viên nhà em sẽ tư vấn sau cho mình, không có cần phải để địa chỉ ở trên đây đâu chị ơi nha mọi người, không cần để địa chỉ trên đây đâu, nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho mình ngay sau khi kết thúc live này luôn nha mọi người nhé. Hôm nay là chủ nhật, hôm nay chủ nhật em cũng không biết là nhân viên của chúng ta đang gọi là gọi điện cho các chị chưa, nhưng mà nhà em thì gọi là sau một cái livestream ấy, nhà em xác nhận được hàng rất là nhanh luôn, tranh thủ giao đơn hàng sớm cho mình luôn ha. 6510 nha, chỉ cần để lại giùm em mã sản phẩm 6510 và kèm số điện thoại, em nhắc lại size nha. Hiện tại bị ẩn comment nên là bây giờ em báo số sai thôi, chứ giờ em cũng không có nhìn được cái comment của mình, nên là cái chị nào mình tranh thủ mình chốt trước thì em hệ thống bắt đơn trước nha. Size S còn đúng một chiếc, size M, size L với L còn đúng mỗi size 5 chiếc, còn size 2X em còn chỉ tầm có 3 chiếc cho các chị thôi. Lụa vân pháp cộng cho các chị, đó chính là chất liệu ren đẹp lắm cả nhà. Cái vân vải làm sao ta, để em cho các chị xem cái vân vải mọi người. Em không biết cái diễn tả cái vân vải này nó như thế nào luôn á. Lụa vân pháp là một dòng chất liệu mà đi tiên phong hàng đầu của váy Hermes rồi, 429.000, 439.000 cho mã sản phẩm này nha, 439.000, trong khi người ta bán tiền triệu. Lụa vân pháp là lúc nào nha, về cửa hàng, về store, về ren cao cấp á thì lúc nào cũng phải lên tiền triệu nha các chị. Em lên cho các chị với mức giá 580 mà giảm trên live này chỉ còn 439.000, em áp dụng tại live thôi nha. Số lượng của mình chỉ còn có vài chiếc như vậy thôi đấy, nên là các chị không chốt nữa là tiếc lắm. Thế nào các chị không chốt được thì thế nào cái live này em kết thúc cũng là hết hàng các chị. Ngoài ra cái tại những sản phẩm này còn tại cửa hàng nữa nè, còn những cái phương tiện khác nữa nè, nên là các chị phải tranh thủ mình để lại đơn, em chốt đơn hàng sớm và đi đơn hàng sớm cho mình luôn, để không lẽ sai lắm luôn á mọi người. Tại vì ở trên live á thì em nắm được cái số lượng đầu tiên đó, em biết là mình còn bao nhiêu. Ở trên live thì em sẽ ưu tiên đi đơn hàng sớm cho mình luôn nha. Em ưu tiên khách hàng đặt đơn hàng trên live là một cái khách hàng mà được ưu tiên nhất luôn, tại vì em biết là các chị đặt đơn trên hàng trên live các chị không có thời gian ghé tại cửa hàng, nên là các chị tranh thủ giùm em. Đây là sản phẩm mà các chị làm quà tặng cho bạn bè, cho người thân yêu của mình, cho mẹ của mình, cho dì của mình được không các chị? Đó, các chị mua tặng đi mọi người, đồng này xinh lắm, sẽ phù hợp với những chị mà tầm 45-50 tuổi á, mang lên xinh lắm các chị ạ. Mang lên cực kỳ xinh luôn, ngồi xuôi cũng đẹp các chị, đi du lịch, đi chơi cũng đẹp, đi làm cũng đẹp. Vải này thì nhà em làm cho các chị cực kỳ mát nha, vải này không bao giờ nhăn nhầu. Em cam kết không bao giờ nhăn nhầu, trừ khi là nếp gấp ở trong cái bì kiến của mình á, lấy ra nó còn cái nếp gấp đó, cái chị là một cái thôi, cái chị giặt em bao phơm cái chị luôn, nó không có bị nhăn nhầu cả nhà. Vải của mình đẹp lắm, cái chị thấy họa tiết hoa văn của mình lạ chưa? Họa tiết hoa văn này em chắc chắn là một cái họa tiết độc quyền của lụa vân pháp, và cây vải này em nhập về cho các chị rồi nhá. 429.000, size S cho tới size 2X, 40kg đến 72kg, vòng eo từ 66 cho tới 90, dáng eo sẽ là dáng eo cao, em Ngọc đang cao 1m6 và chiều dài váy này sẽ phụ gối em nha. Tranh thủ chốt đơn các chị. Rồi 6510 em đứng đúng 1 phút 30 giây, bây giờ là mấy giờ rồi? 1:04 nè, đúng 1:06 em sẽ ngưng chốt mã sản phẩm này nha. 6510 và kèm số điện thoại giùm em. Em giữ đơn hàng sớm và đi đơn sớm cho các chị nha. Cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán, mạnh dạn kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em nhé. Tích lũy điểm cho đơn hàng thành công, chị nào chưa là thành viên VIP, các chị cứ em tích lũy dần cho các chị thành thành viên VIP, thành viên bạc, kim cương, thành viên vàng. Còn chị nào đã thành viên VIP bạc rồi nè, em lên cho các chị thành viên vàng, em lên cho các chị thành viên kim cương. Vòng quay may mắn thì chúng voucher cho các chị từ 10.000 cho tới 150.000. Có thể em tặng cho các chị
đặt điện thoại có thể là trừ trực tiếp vào sản phẩm và em áp dụng chỉ còn vài ngày cho vòng quay may mắn thôi. Hết ngày 8 tháng 6 nó còn đúng 1 tuần nữa các chị. Em còn đúng 1 tuần nữa nha, cái cổ đẹp quá chừng đẹp cả nhà ơi. Trời, cái phơm tay nha mọi người, thật sự em không biết nói như thế nào cho mã sản phẩm này nữa. Về chất lượng sản phẩm thì ngày nào các chị cũng nghe Ngân nói về những cái sản phẩm này rồi đúng không? Chất lượng sản phẩm thì mình cũng sẽ có những cái gọi là Ngân nói cái chị nè, em cũng nói thường ngày cho các chị nè, đó mọi người. Rồi hôm nay lên cho các chị một cái mức giá quá mềm, các chị phải tranh thủ lên đơn cùng em chứ mọi người nha. 6510. Nếu như mà em không thấy comment của các chị cũng thông cảm giùm em nha. Tranh thủ chốt đơn để em qua mạng để em có thể là ngưng chốt mã sản phẩm này luôn các chị. CSCM CLVL, em cập nhật lại size số đầu tiên em đang nói với các chị ha. Em chỉ còn cho các chị là một chiếc xe S, ai đang xe S đâu. Lên đơn cùng em ngay đi các chị nha. 580 còn 439.000. Em phải khẳng định với các chị, nếu mà lụa Vân Pháp các chị mua ở ngoài ít nhất là phải tiền triệu. Các chị thử một lần đi, không thì thử một lần để các chị biết rằng là sản phẩm bên em bán cho các chị với mức giá hồi như thế nào thiệt sự luôn á mọi người. Xe M, xe L với L thì em còn tầm là 4-5 chiếc thôi, còn xa 2X thì em còn cho các chị là khoảng 3 chiếc cuối cùng nha mọi người nhé. Lụa Vân Pháp nhà em phối ren cho mọi người 589.000, hôm nay các chị mua quá lời. 439.000, 580 trừ cho 439 thì tính ra ngày hôm nay các chị tiết kiệm gọi là 100 mấy á các chị, 100 mấy chứ. Các chị tiết kiệm được mã sản phẩm này 150.000 đồng. 150.000 đồng cho mã sản phẩm này, dùng 150.000 đồng đó mua một cái gì nữa đi các chị, hoặc là chúng ta thêm áp voucher, biết đâu các chị lại trúng một cái voucher 100.000, lời thêm 100.000 nữa, trúng voucher 150.000, lời thêm 150.000 nữa thì sao các chị, làm quà tặng bạn bè người thân yêu trong gia đình của mình được không? Được nha. Hai túi hai bên các chị nhìn cái vải nha mọi người, cái vải đẹp lắm, che bụng cực kỳ tốt dùm cho em rồi nha, phơm nhắn cực kỳ xinh cho mọi người luôn, không chốt tiếc lắm, tại vì mã sản phẩm này em còn ít nhất nè. Hai mã trước thì em còn nhiều hơn tí so với mã sản phẩm này, nhưng mà mã sản phẩm này các chị thấy em còn 5 size mà mỗi size còn tầm 1 đến 5 chiếc thôi, thì các chị nghĩ rằng là sau khi em off cái livestream này nữa, em bán một cái phương tiện khác nữa thì các chị còn số lượng còn size cho mã sản phẩm này để các chị chốt không? Không còn, những các chị có nhiều mã sản phẩm vừa chốt ngon lên cho các chị offline một xuyên một cái là em không còn hàng để em chốt cho các chị luôn á. Sạch kho luôn các chị ạ, phải nói là sạch kho luôn mọi người. 6510 và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giúp em. Rồi các chị, 30 giây cuối cùng em xuống like nha. 30 giây cuối cùng em xuống like các chị. Bây giờ mình quyết định lên đơn hàng cùng em để em thôi tiếc nha. Các chị bây giờ mình quyết định lên đơn hàng cùng em chứ không thôi là tiếc nha mọi người. Hôm nay là cuối tuần chủ nhật nè. Đó, mọi người, những mặt sản phẩm này ví dụ như các chị mua tuần gọi là mỗi cuối tuần á, chúng ta gặp gỡ bạn bè, các chị mang những mặt sản phẩm này đi chơi cũng thoải mái nữa. Xong các chị đi làm, lâu lâu chương trình nhà em mới có chương trình ưu đãi nha. Tại nó là lâu lâu với em mới có chương trình ưu đãi chứ không lẽ ưu đãi hoài cho các chị. Ưu đãi hoài là bị lỗ nha các chị. Ưu đãi hoài là bị lỗ thật sự luôn á. Em lên mặt sản phẩm này 580 giảm cho các chị hẳn 150.000 mà đúng không? Các chị lấy 580, em hơi tính giỡn nha, nhưng mà em vẫn tính các chị để cho các chị thấy được cái phần lời của mình ở nằm ở đâu. Thật sự luôn, 6510 và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giúp em nha. 6510, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, tích lũy điểm vòng quay may mắn. Size S cho tới size 2X 40kg đến 72kg và eo tầm là 66 đến là 90 cho em ạ. Rồi, bây giờ thì các chị mình em cho các chị 10 giây quyết định lên đơn hàng nha. Để em xuống like luôn mọi người. Ưng ý chút liền đi, còn chừng chừ gì nữa các chị. Ưng ý thì dạ rồi ok cô Triệu Việt, dạ rồi ok cô nè. Rồi các chị nào ưng ý mã sản phẩm nào chốt đơn hàng liền nha, để em xuống like tại đây mọi người. Các chị nhớ là để lại chung điện thoại của nhân viên nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho mình nha. Các chị đã lên đơn rồi thì cố gắng là mình nghe điện thoại giúp cho em nha. Không thôi tiếc lắm mọi người. Thực sự luôn á, ưng ý mã sản phẩm nào chốt đơn giùm em luôn nhá. Các chị, mã sản phẩm 9149 là hồi nãy em chốt sạch luôn cho các chị rồi đấy. Nên là các chị phải tranh thủ nha mọi người. Em chốt gọi là gần hết 9149 luôn rồi đấy. Em lên đúng cái like này, ba mã sản phẩm này là cái like này thôi. Ba mã sản phẩm 69149 nè. 6586 là mã body đỏ rồi lúc nãy, còn mã sản phẩm này là 6510. Em lên đúng like này thôi các chị, em lên đúng like này thôi, nên là cố gắng chốt đơn luôn, tại vì đâu còn nhiều đâu cho các chị chốt. Thật sự em ở vai này là các chị không còn số lượng cho các chị chốt đâu, nên là cố gắng giùm em nha. Ưng ý chốt đơn hàng liền các chị. Các chị biết trong cái tâm thế của em á nha, mỗi lần mà lên một cái like nào đó sale cho các chị, em hân hoan lắm, thiệt sự em hân hoan lắm luôn các chị. Tại vì á, đôi khi các chị đã mua hàng gọi là lâu lâu cái chương trình ưu đãi gọi là
mình thích á. Ví dụ như có những cái mã sản phẩm, ví dụ như là những cái mã sản phẩm này đợt trước em lên cho các chị là 580, em giảm cho mình còn với mức giá là 520, 530 chẳng hạn, thì các chị mình gọi là mình còn cân nhắc, mình chưa mua. Nhưng mà hôm nay chỉ có 439.000 mà em còn đầy đủ size mà các chị không mua nữa thì thực sự nó rất là tiếc. Tại vì các chị biết là 439.000 là em giảm là giá thấp nhất cho mặt sản phẩm này rồi. Em còn 5 size mà em giảm với các chị 439.000 là rất là tuyệt vời nha. Các chị mà đợi cho cái sản phẩm này mà giảm nữa thì em nghĩ rằng là mất size của mình rồi, hết size của mình rồi là tiếc lắm nha các chị. Đến lúc mình cần rồi, mình cần cái size của mình đó các chị, các chị có bỏ ra một cái số tiền lớn hơn, cao hơn cái mức giá em đang sale cho các chị nè, thì cũng không có hàng để chốt nữa, nên là phải tranh thủ giùm cho em ha. Còn bây giờ các chị ơi, nếu như mà không có thắc mắc gì nữa rồi á thì em xuống like tại đây nha. Ai quan tâm livestream này, các chị mình lướt lại comment để mình xem những cái phơm giá em lên cho mình và quyết định lên đơn hàng luôn nha mọi người. Chị nào lên đơn hàng trước còn số lượng em chốt luôn nha, còn số lượng em chốt luôn, còn hết thì các chị nhân viên nhà em cũng sẽ gọi điện báo cho các chị, nên là yên tâm nha. Nếu hết hàng nhân viên nhà em vẫn gọi báo cho các chị, còn hàng thì nhân viên nhà em sẽ gọi để tư vấn cho mình, nên là yên tâm, còn size của các chị nhân viên nhà em sẽ gọi kiểm tra hàng, nhớ là giữ điện thoại nha. Còn bây giờ thì em cảm ơn các chị rất là nhiều trong buổi trưa ngày hôm nay. Hẹn các chị là 3 giờ nha. 3 giờ chiều nay thì em sẽ lên một cái live sale nữa cho mọi người với những cái mã sản phẩm khác nhau. Ví dụ hôm nay ba mã sản phẩm này chưa hài lòng thì các chị em ở đằng sau thì em còn lên nhiều cái mã sản phẩm khác nhau cho các chị lựa chọn nha. Em chúc các chị nè có một buổi trưa gọi là cuối tuần thật là vui nha. Còn bây giờ thì bye bye các chị. Xem lại live và quyết định chốt đơn hàng thì tranh thủ nha mọi người, tại vì em hết size rồi đấy.